Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop ăn chia tổng giải thưởng là 1 triệu token XTRX. Tổng pool của airdrop này là 600.000 USDT nè các bạn. Con này chạy trên nền tảng của Solana.io các bạn. Solana. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mới được phong các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên mang follow tại Twitter nè. Mạng sau này mình cứ chơi đó, mình thấy nó scam quá nhiều luôn rồi nên mình không có làm. Thấy video này, dự án này chia sẻ cái bull khá là lớn nên mình cũng làm, quyết định làm các bạn. Rồi sau đó các bạn ghi quýt nè. Các bạn nhấn vào Twitter này nè các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉ dẫn với Twitter các bạn. Rồi các bạn tăng dài người bạn của mình vào các bạn. Từ quýt username của nó đó các bạn. Các bạn copy username này của nó đó các bạn. Sau đó các bạn mở lên phòng đây nè. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nè. Sau khi dòng đầu tiên bạn điền địa chỉ email, bạn dòng thứ hai các bạn điền địa chỉ solet.io. Bạn nào chưa có giấy thì tạo giấy nha các bạn. Tạo giấy rất là dễ luôn các bạn. Mình có giấy gom đăng nhập mình đem lúc. Rồi các bạn nhấp vào mũi tên nè, các bạn bấm vào mục reset nè, các bạn copy địa chỉ giấy cho nó mình nha các bạn. Sau đó các bạn chạy về lên phong nè, rồi các bạn dán lên phong vào đây nha các bạn, dán địa chỉ giấy vào đây nè. Rồi tiếp tục thì username tại Twitter thì bạn mở tại Twitter tất cả bạn ra nè, các bạn nhấp vào bao gạch cùng thì bạn sẽ copy username mình vô đây nè, khá là đơn giản các bạn. Còn win VNNH9. Xong xuôi các bạn bấm gỡ nữa các bạn. Như vậy là xong. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một trình này rất bạn chia. Tổng giải thưởng là 1 triệu token XTRX. Nên em kết thúc rồi các bạn. Vậy mình sẽ tạm biệt các bạn, hẹn cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.